Thưa quý vị, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội EVN Hà Nội cho biết tính đến hết tháng 8 vừa qua, tổng số tiền giảm giá điện, tiền điện trong các đợt 3 và đợt 4 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thủ đô đã đạt hơn 329 tỷ đồng. Cụ thể, EVN Hà Nội đã thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho hơn 2,4 triệu khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt với tổng số tiền hơn 249,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó cũng giảm giá điện cho 163 cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tương ứng gần 40,6 tỷ đồng. Giảm giá điện tiền điện đối với các cơ sở y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 26,3 tỷ đồng. EVN Hà Nội cũng đã giảm gần 13 tỷ đồng cho các đơn vị bán lẻ điện khác.